Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện kỳ thức gắn biển tên mới cho hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Ba Son và cầu Thủ Thiêm. Trong đó, cầu Thủ Thiêm 2 là cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm 1 vẫn giữ nguyên tên Thủ Thiêm. Đây là hai cây cầu kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với quận Nhất và quận Bình Thạnh. Dù đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua việc đặt tên mới, nhưng đến đây, việc thay bản tên hai cây cầu mới được thực hiện. Việc đặt tên hai cây cầu là Ba Son, Thủ Thiêm mang ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong kết nối, trao đổi về kinh tế, văn hóa, xã hội. Cầu Ba Son được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên, do dướng mắt về vốn và giải phóng mặt bằng, nên công trình trễ tiến độ hơn 4 năm so với kế hoạch ban đầu. Công trình có chiều dài hơn 1,4 km, phần cầu dài 886 m dưới 6 làng xe. Đây là công trình biểu tượng có hình cổng chào nghiêng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh qua khu đô thị mới Thủ Thiêm.